Thầy Hoàng Anh vui mừng chào đón tất cả các con quay trở lại khóa học tiếng Anh lớp 2 dựa theo bộ sách Alan Smart Start trên trang web olm.vn Một chủ điểm mới cùng những kiến thức thú vị đang mở ra chào đón các con khám phá Chúng mình hãy cùng theo dõi xem ngày hôm nay các con sẽ tìm hiểu về chủ đề gì nhé Around Town hãy cùng thầy bắt đầu với phần đầu tiên từ mới trong phần học này thầy sẽ giới thiệu tới các con bốn địa điểm mà các con thường hay đến hay thường nhìn thấy nhất xung quanh chúng mình chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay thôi nào zoo zoo I want to go to the zoo. zoo 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 I want to go to the zoo I want to go to the zoo Beach I want to go to the beach. Beach Beach Beach, beach. I want to go to the beach. I want to go to the beach. Park. Park. I want to go to the park. 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 park I want to go to the park I want to go to the park playground playground I want to go to the playground. 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 I want to go to the playground. I want to go to the playground. Các con hãy cùng đọc to các từ mà chúng mình vừa học nhé. Beach. Beach. Park. Park. Playground. Playground. Tốt lắm, chúng mình cùng chuyển sang phần tiếp theo. Structure. Các con còn nhớ trong phần từ mới vừa rồi, khi bạn nhỏ nói rằng bạn ấy muốn đi đến bãi biển bạn đã sử dụng mẫu câu gì không? Giỏi lắm, các con đã rất chú ý học bài. Bạn nữ của chúng ta đã nói. I want to go to the beach. Vậy, từ đây, thầy giới thiệu tới các con cấu trúc nói con muốn đi đến đâu. Chúng mình sẽ nói rằng I want to go to the cộng với tên địa điểm mà các con muốn tới. Ví dụ, đây là địa điểm nào? Rất tốt, đây là một sân chơi. Vậy, nếu thầy muốn nói thầy muốn đi đến sân chơi, thầy sẽ nói là I want to go to the playground. Các con hãy nhắc lại theo thầy. I want to go to the playground tốt lắm. Tương tự như vậy, nếu thầy muốn đi đến vườn bách thú, thầy sẽ nói như thế nào các con nhỉ? Tuyệt vời! Thầy sẽ nói I want to go to the zoo. I want to go to the zoo. Như vậy, trong tiết học này, chúng mình đã được học về các địa điểm mà các con thường thấy hoặc hay đi đến xung quanh chúng mình. Các con cũng đã được học cấu trúc nói xem mình muốn đi đến đâu. Sử dụng mẫu câu I want to go to the cộng với tên địa điểm. Sau khi xem xong bài giảng, chúng mình hãy làm phần luyện tập để củng cố kiến thức. Theo Hoàng Anh cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con trong những bài giảng tiếp theo của olm.vn.